Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, hiện nay số ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà vẫn tăng ở mức cao. Với 27 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày hôm nay, đến nay, quận Sơn Trà đã có tổng cộng 1.681 ca bệnh COVID-19. Trên địa bàn quận hiện có đến 257 điểm phong tỏa với hơn 2.600 dân khẩu. Hiện phường An Hải Bắc vẫn là điểm nóng nhất với 512 ca mắc COVID-19. Tiếp đến là các phường Thọ Quang có 416 ca, Nại Hiên Đông 356 ca, phường An Hải Tây ít ca bệnh nhất với chỉ 51 ca. Quận Sơn Trà đang tiếp tục tập trung xử lý các điểm nóng ổ dịch và có giải pháp mạnh để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.